Hân hoan chào đón các bạn đã quay trở lại với kênh tin tức Sao Việt. Và sau đây là tin tức: Siêu Black thổ lộ tình yêu dành cho Nguyễn Cường và Trần Tiến. Giọng ca Núi Rừng nói rằng cả hai nhạc sĩ đều cho chị nhiều ca khúc hay. Là giọng hát được đông đảo khán giả thủ đô mong chờ trong live show của nhạc sĩ Nguyễn Cường vào tối qua, ngày 13 tây tháng 8, Siêu Black đã không làm người hâm mộ thất vọng. Chị vẫn mãnh liệt cháy bỏng khi cất giọng các ca khúc Em Muốn Sống Bên Anh Trọn Đời, Đôi Mắt Pleiku, Thinh Thinh On ơi. Đặc biệt khi hát Và Ta Đã Thấy Mặt Trời, Siêu Black đắm mình vào âm nhạc và nhún nhảy tưng bừng khiến cả khán phòng vỗ tay cuồng nhiệt. Sau nửa năm ở ẩn, Siêu đã giảm đi 10kg nên trông gầy hơn trước. Nhạc sĩ Nguyễn Cường cùng bạn thân Trần Tiến ngồi dưới hàng ghế khán giả đã cười thích thú trước màn trình diễn máu lửa của Siêu Black. Nhạc sĩ Nguyễn Cường đã gửi lời cảm ơn Siêu vì chị luôn giữ được ngọn lửa trong âm nhạc của ông, thậm chí hát sâu sắc hơn xưa. Bản thân Siêu cũng tri ân Nguyễn Cường bởi ông đã đưa chị trở lại sân khấu nhà hát lớn. Khi đứng giữa hai nhạc sĩ Nguyễn Cường và Trần Tiến, Siêu Black đùa rằng em yêu hai anh thế lẽ nào anh phụ em. Nhưng nếu em yêu Nguyễn Cường với toàn bộ tình yêu của mình vì anh Nguyễn Cường cho em rất nhiều bài hát, thì em yêu anh Trần Tiến chỉ một chút chút vì em chỉ còn một bài hát của anh Trần Tiến. Chị cũng chọc nhạc sĩ Trần Tiến: anh Tiến ơi, hồi đó em mập hơn, còn giờ anh mập hơn em rồi. Nhạc sĩ Nguyễn Cường cũng tâm sự, bản thân Trần Tiến là người đã cùng ông đến cao nguyên lần đầu tiên và sau đó những ca khúc về mảnh đất này đã ra đời. Ngày đó, tôi được trưởng đoàn văn công Đắk Lắk mời đến viết nhạc, tôi rủ Nguyễn Cường đi với tôi. Lên được 2-3 ngày thì tôi có chuyện quan trọng ở Sài Gòn, phải trở về gấp, nên tôi bảo Cường ơi, cậu ở lại viết giùm cho tớ. Và bạn tôi đã làm một điều khiến tôi hoàn toàn bất ngờ. Bạn tôi viết rất hay những ca khúc về Tây Nguyên mà Siêu Black vừa thể hiện và chúng ta vừa được thưởng thức. Trần Tiến kể, ông và Nguyễn Cường là đôi bạn tri kỷ đã mấy thập kỷ. Trong đêm nhạc, Siêu Black còn kết hợp với Tùng Dương trong nhạc phẩm quen thuộc Ly Cà Phê Băng Mê. Cả hai đốt cháy khán phòng và ôm nhau thắm thiết sau khi hoàn thành tiết mục. Tùng Dương nhiệt tình xuống tận hàng ghế khán giả, đứng trước mặt Nguyễn Cường và Trần Tiến để cất giọng. Khán giả như vỡ òa cảm xúc khi nghe Tùng Dương phiêu với Mái Đình Làng Biển, Hò Biển. Diva Thanh Lam nồng nàn giai diết với 10 triệu cuối đông, cho tình yêu bay lên. Nghệ sĩ Việt Hoàng hát ca khúc nói về mối tình đẹp nhưng dang dở của Mỹ Châu Trọng Thủy. Vũ thắng lợi với khúc Ronancy Hà Nội. Ca sĩ Ngọc Trâm cũng góp giọng trong show diễn. Nhóm Cỏ Lạ trình bày sáng tác khúc Độc Thoại Thị Màu. Đây là bài hát mà Nguyễn Cường viết trên cảm hứng từ tình yêu dân ca, đặc biệt là nền văn minh sông Hồng. Trong mắt ông, Thị Màu là người con gái đẹp nhất Việt Nam suốt 4.000 năm qua. Nhà sử học Dương Trung Quốc ngồi dưới hàng ghế khán giả để ủng hộ cho show diễn của Nguyễn Cường. Thiện Thanh và bà ngoại đến cổ vũ cho mẹ Thanh Lam. Xin cảm ơn tất cả các quý vị và các bạn đã đồng hành cùng tin tức Sao Việt trong thời gian qua. Chúng tôi mong rằng các quý vị và các bạn hãy tiếp tục ủng hộ cho tin tức Sao Việt để chúng tôi có thêm nhiều động lực cho ra mắt thật nhiều sản phẩm hay hơn để phục vụ cho quý vị và các bạn nhé. Một lần nữa, chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.